sáng ngày 14 tháng 4, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khống chế đám cháy tại công ty sản xuất bao bì Hợp Nhất, thành phố Thuận An, Bình Dương. Vào 21 giờ 15 phút ngày 13 tháng 4, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận được tin báo hỏa hoạn tại công ty trên, nên đã điều động 9 xe chữa cháy cùng hơn 50 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường. Đến 21 giờ 35 phút đám cháy được dập tắt. Theo thông tin ban đầu, diện tích kho chứa bao bì, phế liệu khoảng 500m², diện tích cháy khoảng 300m². Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại vật chất đang được thống kê. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân, doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ các nguồn nhiệt có khả năng gây cháy nổ, đặc biệt là trong việc sử dụng hệ thống điện. Thường xuyên kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng hệ thống điện, hết giờ làm việc phải ngắt điện. Trường hợp các thiết bị buộc duy trì thường xuyên phải bố trí nguồn điện riêng. Chuẩn bị, sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại chỗ để kịp thời xử lý các tình huống cháy nổ.